Chào các em, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện bài toán B nhé. Bài toán này thầy sẽ vẽ lại hình vẽ một chút, đó là đặt hai dây Y1, Y2 vuông góc với mặt bằng bảng. Y1, đây là Y2. Rồi, trung điểm đây, O. Rồi, và trung điểm rồi lên điểm chúng ta xét là điểm M. Vậy từ O ở điểm M tới Y1 thì gọi đây là R1. M tới Y2 gọi là R2. Rồi, sau đó chúng ta vẽ đường sắc tơ đi qua điểm M và lấy tâm là dây 1 và dây 2 nha. Đường số tư trên hình vẽ thì có chiều là cùng chiều phim hồ của Y1 như vậy. Vẽ ra vector Y1 trong các màu điểm phân biệt nha. Vẽ màu vàng đi. Rồi, vẽ đường tiếp tuyến. Đây là Y1. Tiếp tuyến là chủ yếu là vuông góc với bán kính. Sau đó chúng ta cũng tương tự như vậy, vẽ đường sắc tơ của dây 2 này, đường sắc tơ dây 2 này. Với đường sắc tơ dây 2 thì nó theo quy tắc nằm tay phải thì nó sẽ quay cùng chiều minh hồ. Vậy chúng ta vẽ B2 là đường tiếp tuyến với là đường sắc tơ này, chiều là chiều đi lên phía trên ở điểm M này. Vẽ cùng độ dài nhé. Với B1. Lý do cùng độ dài với B1 là do chúng ta tính toán là B1, B2 là chắc chắn là có cùng độ lớn vì khoảng cách như nhau mà. Đây là tam giác hay tam giác cân. Rồi, cuối cùng thì xác định theo quy tắc Hin-Minhen và sẽ có được cái điểm này. Rồi. Như đường vẽ chưa được chuẩn, giờ chúng làm một chút nữa. Vector tổng hợp B đây. Đây là vector B. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có một số nhiệm vụ như này. Tìm góc này,
tìm độ dài R1, R2 theo tam giác vuông OM1 này. Và nhịp tự nhiên một chút trên này cho nó có chỗ và làm bài tập. Trong tam giác này thì vuông phía bên tay trái ta có đề lực cạnh này dài 2 này, cạnh này dài 3 này, bên này dài 2 này. Rồi. Vậy chúng ta sẽ tính được R1, R2 như sau. R1 sẽ bằng với R2 và bằng căn bậc 2 của 2 bình cộng với 3 bình. Vì sao chúng ta có cái kết quả như này này? Vì lý do là đây là một tam giác vuông thì R1, R2 là nằm ở cạnh huyền với nhỉ. Thì chúng ta sẽ tính được cái bình phương cạnh huyền sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Thì chúng ta là Pythagore chúng ta có công thức này. Rồi, lấy căn của máy tính, căn của 2 bình cộng 3 bình, kết quả là bằng căn 3. Từ đó chúng ta sẽ tìm được B1 sẽ bằng B2 bằng 2 nhân 10 trừ 7 nhân 1 chia cho R1 bằng 2 nhân 10 trừ 7 1 bằng 2 bằng 8 chia cho R1. Cái này cần phải đổi sang mét là 13 chia 10 và nhân 10 lên trên này được. Rồi. Vậy kết quả B1 bằng B2 sẽ bằng tổng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân với 8 nhân với 10 chia cho căn 13. Ở đây chia cho vì sao 10 là nhân lên phía trên này, bởi vì đây là chia cho một phân số thì bằng nhân cái đảo phân số đó nhé, thì kết quả bằng 4,437. 10 trừ 6 chúng ta làm tròn là 4,4 hoặc 4,44 nhé. Đây lấy tròn là 4,4 này nhân 10 trừ 6. Rồi, việc cuối cùng là tính gốc. Muốn tính gốc của alpha này, gốc alpha là gốc giữa B1, B2 thì chúng ta cần phải tìm gốc trong này là bao nhiêu. Alpha sẽ bằng 2 lần beta này, là gọi gốc trong tam giác là beta nhé. Vậy chúng ta sẽ có tan của beta sẽ bằng đối là 2 chia kề là 3. Kết quả sức tan của 2/3 bằng 33,6 làm tròn 33,7 độ. Suy ra beta bằng 33,7 độ. Nào.
Vậy từ đó chúng ta sẽ có được beta alpha. Alpha sẽ bằng 2 lần beta. Bây giờ thấy vào kết quả cuối cùng chúng ta có B sẽ bằng căn bậc 2 của B1 bình cộng B2 bình cộng 2 lần B1 B2 cos alpha. Rồi, hệ số chúng ta có đây là căn của B1 là 4,4 nhân 10 trừ 6 này. Còn 4,4 nhân 10 trừ 6 thì chúng ta nhân 2 luôn. Đây làm gọn hơn chút cho nên dễ dàng nha. Trước khi thay số chúng ta chuyển đổi một chút cho nên dễ tin. Rồi, chuyển đổi chút cho B1 bằng B2 thì chúng ta sẽ ghi là B2 ra ngoài, B1 ra ngoài đi. Rồi, trong này sẽ còn lại 1 nữa, cộng với cos alpha, thế số vào B1 đưa ra ngoài luôn thì là bằng 4,4 nhân 10 trừ 6 đưa ra ngoài, còn trong này còn lại là 2 nhân với 1 cộng với cos của 2 lần nhân 3,7 độ. Rồi, kết quả bài này như sau: 4,4 nhân 10 mũ trừ 7 là trừ 6 nhân căn của 2 mở ngoặc 1 cộng cos của 2 nhân 3,7 trong một lần. Kết quả này là bằng 7,3 nhân 10 trừ 6 tức là. Rồi, vậy qua bài này chúng ta thấy đây là một bài tập nó khá là phức tạp đấy, tức là chúng ta thực hiện qua khá nhiều bước giải và xử lý số liệu. Thì với bài này thì các em cẩn thận khi làm toán và tính toán các tài lượng cho nó hợp lý nhé. Tiếp sau thì thầy sẽ hướng dẫn các em giải cái câu C là xác định vị trí điểm M sao cho là cạnh cái cực đại. Thì đây là bài toán cực kỳ thì chúng ta sẽ dùng một số bất đẳng thức nhé. Bây giờ chúng ta nghỉ ở đây.